Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 45, viết chương trình đập vào ba cạnh của một tam giác và cho biết đó là tam giác gì. Không? Thì như chúng ta biết thì chúng ta có những cái tam giác như là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông hay là tam giác thường. Đấy, một số trường hợp đặc biệt như là tam giác vuông cân đúng không ạ? Đấy. Rồi, thì để giải bài tập này thì đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng những cái số nhập vào đó có phải là một cái bổ số của một hình tam giác hay không. Đấy. Đấy, thì ta cần phải biết được đó có phải là tam giác hay không. Đấy, dựa vào cái số đo mà chúng ta nhập vào. Đấy. Và sau đó sẽ tiếp tục tính cái chương trình để biết đó là cái tam giác gì, đúng không ạ? Thì đầu tiên mình sẽ viết một cái hàm void để kiểm tra cái tam giác đó là tam giác kiểu gì, đúng không ạ? Và trong cái hàm void kiểm tra tam giác này thì mình sẽ khai báo ba cái biến a, b, c cùng kiểu integer. Và trong cái hàm void này đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Đấy, như các bạn đã biết thì nếu như ta cho ba số a, b, c là cái độ dài của ba cạnh tam giác của một tam giác thì ta cần phải tính cái thông số a cộng b hoặc là a cộng b, sau đó sẽ so sánh với c. Nếu như nó lớn hơn đúng không ạ, thì đó là một tam giác hợp lệ, và nếu như nó bé hơn thì nó không phải là tam giác hợp lệ, đúng không ạ? Tương tự với những cái số b, c đằng sau, chúng ta chỉ cần thay số thôi ạ. Thì vì sao là như vậy? Bởi vì theo lý thuyết thì bổ ba số ABC chỉ lập nên một tam giác khi và chỉ khi tổng của hai cạnh bất kỳ sẽ lớn hơn cái cạnh còn lại, đúng không ạ? Đấy. Tức là tổng hai cạnh, ví dụ ở đây mình đặt là ba cạnh là ABC không? Thì tổng A cộng B thì nó phải bé hơn C, thì đó mới là một tam giác hợp lệ, đúng không ạ? Với trường hợp cái tam giác này nó không hợp lệ thì như nào? Thì tức là cái a cộng b này lúc này nó sẽ bé hơn c. Đấy. Tương tự với những cái số abc còn lại đấy, thì nó sẽ in ra màn hình cái câu lệnh tam giác nhập không hợp lệ và nó bắt chúng ta phải kiểm tra lại, đúng không ạ? L, sau đó sử dụng cái lệnh câu trúc if else. Vậy L này là gì? Tức là cái if ở trên này thì nó đi so sánh a cộng b với c, hoặc là a cộng c với b, hoặc là b cộng c với a, đúng không ạ? Thì cái câu lệnh L này nó sẽ làm như sau. Đấy. Với cái trường hợp mà a cộng b lớn c, đúng không ạ? Và a cộng c lớn b và b cộng c lớn a thì đó là một tam giác, đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ tạo lên một cái bổ số thành một cái tam giác. Sau đó sử dụng cái câu lệnh print, nó sẽ in ra cái dòng đây là tam giác. Đấy. Và tiếp theo là một cái câu lệnh if, và trong câu lệnh if này thì các bạn có thể thấy hai cái chỗ và đấy, đúng không ạ? Đấy, mục đích của nó là và. Đấy. Trong cái câu lệnh if này thì nó làm như nào? Biểu thức điều kiện của nó là nếu như a bằng b, đúng không ạ? Tức là cạnh a bằng cạnh b và cạnh c bằng cạnh b, đúng không ạ? Cạnh b bằng cạnh c, tức là ba cạnh nó sẽ bằng nhau thì nó sẽ in ra là đều, đúng không ạ? Còn nếu như mà a nhân b, a nhân a, tức là a bình cộng b nhân b là cộng b bình bằng c bình, hoặc là a bình cộng c bình bằng b bình, hoặc b bình cộng c bình bằng a bình, thì đó là cái biểu thức của tam giác vuông. Đấy, đó là dấu hiệu nhận biết của tam giác vuông, đúng không ạ? Còn nếu như a mà bằng b, a bằng c, hoặc là b bằng c, đấy, tức là cái dấu hai gạch này là, tức là nó nghĩa là hoặc, thì nó sẽ in ra màn hình là tam giác cân, đúng không ạ? Đấy, bởi vì tam giác cân thì sẽ có hai cạnh liên tiếp bằng nhau, đúng không ạ? Đấy, tức là hai cạnh a bằng b, hoặc b bằng c, hoặc c bằng d. Đấy. Rồi. Vậy nếu như mà không có những cái tất cả những cái như là vuông
đều hay là cân đấy, thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh là đây là cái tam giác thường đúng không ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy cái đoạn code này cho các bạn cùng xem. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem một cái ví dụ bất kỳ. Ví dụ mình nhập 123 đi ạ. Thì lượt nhập cái số B. Rồi. Thì nó đã in ra đây là cái tam giác không hợp lệ và xin kiểm tra lại. Thì vì sao như vậy? Ở đây các bạn có thể thấy một cái cạnh B, cạnh A thì bằng 123, cạnh B bằng 23 và cạnh C bằng 87. Chúng ta sẽ thử cái tổng B cộng C so với A đúng không ạ? B cộng C thì lúc này sẽ bằng 27 cộng 23 cộng 87 đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 110 đúng không ạ? Mà cái 110 này thì nó sẽ bé hơn cái cạnh A đúng không ạ? Như vậy thì theo như cái giả thuyết đưa ra thì cái hai cạnh bất kỳ khi cộng lại sẽ cho cái tổng mà lớn hơn cái tổng của cái cạnh cạnh A này đấy. Đấy. Thì đó mới được gọi là cái một cái tam giác đấy, là ba cạnh của một tam giác đấy. Rồi ở đây ví dụ mình nhập là không thì sao? Với trường hợp các bạn nhập là không đấy, thì ở đây mình sẽ nhập là không đấy ạ, 0 2 3 4 đấy, thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh tam giác này nó không hợp lệ và xin các bạn hãy kiểm tra lại đấy. Rồi đấy, như thế thì chúng ta có thể với cái bộ ba số cạnh của một tam giác bất kỳ thì ta cũng có thể biết được đó là đều hay là cân hay là vuông đúng không ạ, hay là một tam giác thường. Mình sẽ thử với một cái ví dụ về tam giác đều. Ví dụ này sẽ là 4 4 4 đúng không ạ? Thì rõ ràng các bạn thấy ba cạnh này bằng nhau thì nó đương nhiên sẽ là một tam giác đều đúng không ạ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thử với một cái tam giác cân đúng không ạ? Mình sẽ đặt đây là 4 4 và số 6 đấy. Thì như các bạn đã thấy nó đã in ra cái dòng là đây là tam giác cân đấy. Bởi vì cái cạnh A bằng cạnh B bằng 4 đúng không ạ? Thì tam giác cân thì nó sẽ có hai cạnh bằng nhau và cái cạnh C nó bằng 6 đúng không ạ? Chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến cái số 6 này bởi vì nó có hai cạnh A và cạnh B bằng nhau thì đương nhiên nó sẽ là cái tam giác cân. Rồi. Thì trên đây là bài tập dạy cách viết chương trình nhập ba cạnh của một tam giác và cho biết đó là tam giác gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.